Phim của Bạch Lộc hot là nhờ bạn diễn, sự thật có phải vậy? Bạch Lộc là cái tên được nhắc đến rất nhiều thời gian gần đây, vì độ hot của Trường Nguyệt Tẩn Minh. Chính vì vậy, nhiều đề tài xoay quanh nữ diễn viên được đem ra bàn luận sôi nổi. Trong đó, có ý kiến khẳng định, phim của nàng Tiểu Hoa hot đều là nhờ bạn diễn. Đại Vương Không Dễ Làm là bộ phim đầu tay Bạch Lộc diễn chính, phim lấy bối cảnh đầu năm Tây Chu, nội dung xoay quanh nữ đầu bếp xinh đẹp nhưng tinh quái tên là Đắc Hỷ do Bạch Lộc thủ vai. Cô có ước mơ duy nhất là tìm được một người chồng có nhan sắc vô song và quyết tâm tiến cung để ở gần người mình thầm thương trộm nhớ. Đắc Hỷ tình cờ gặp hoàng đế Cơ Mãn do Trương Dật Kiệt thể hiện, và rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến linh hồn của họ bị hoán đổi. Từ đây hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Mặc dù có kịch bản khá mới lạ cuốn hút, nhưng Đại Vương Không Dễ Làm lại flop thảm hại. Bạn diễn của Bạch Lộc khi đó là Trương Dật Kiệt, đàn em kém cô 4 tuổi, khi đó nam chính mới vừa tròn 18, khuôn mặt non nớt, diễn xuất cũng thiếu tự nhiên, với ánh mắt đờ đẫn sượng trân, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho Bạch Lộc vì dự án phim này. Một số bộ cổ trang khác của Bạch Lộc sau đó cũng không thoát kiếp flop là Cửu Lưu Bá Chủ, Ngọc Lâu Xuân. Nam chính trong những bộ phim này có điểm chung là đều kém nổi, nhan sắc lẫn thần thái đều trung bình, khi đứng cạnh Bạch Lộc, cảm giác couple thực sự không có. Tuy nhiên khi sang đến Học viện Quân sự Liệt Hỏa đóng cùng Hứa Khải, phản ứng của khán giả tích cực hơn hẳn. Ngoài nhan sắc, diễn xuất của Hứa Khải thời điểm đó cũng được đánh giá là đỉnh cao nhất. Đây là bước đệm đầu tiên, khiến nữ diễn viên được khán giả nhớ mặt nhớ tên. Đến sau này, những bộ cổ trang như Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẩn Minh đều được coi là bạo, đưa sự nghiệp Bạch Lộc tiến lên những nấc mới. Nam chính hợp tác cùng nàng Tiểu Hoa trong loạt phim này là Nhậm Gia Luân lẫn La Vân Hy, đều được đánh giá không tồi. Triệu Lệ Dĩnh gây bão với hành động đẹp dành cho đồng nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên bảo chứng diễn xuất, rating cho các dự án truyền hình tại Trung Quốc. Cô cũng được biết đến là gương mặt tiên phong khi mạnh dạn thử sức với các dự án đại nữ chủ. Vai diễn trong Gió Thổi Bán Hạ đã giúp cô nhận được đề cử tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan danh giá. Dù đã trượt thị hậu Bạch Ngọc Lan đến lần thứ 3, song nữ diễn viên vẫn không nản chí, trực tiếp đăng bài lên Weibo, khẳng định bản thân sẽ tiếp tục chạy trong chặng đường sắp tới. Bên cạnh tài năng diễn xuất đã được công nhận, cùng nhan sắc vạn người mê, Triệu Lệ Dĩnh còn được khen ngợi như một diễn viên có nhân cách vàng của Cbiz. Mới đây, truyền thông xứ Trung Lan truyền thông tin, Triệu Lệ Dĩnh đã có hành động đẹp với dự án phim ảnh mới của đồng nghiệp. Theo đó, nữ diễn viên vừa mua vé cả rạp chiếu phim để ủng hộ đạo diễn Vương Bảo Cường. Được biết, ông vừa ra mắt phim điện ảnh Trong Lòng Bát Giác, nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ quảng bá của đồng nghiệp và khán giả. Hành động đẹp của Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen từ phía cộng đồng mạng. Được biết, đây cũng không phải lần đầu nữ diễn viên nhiệt tình ủng hộ dự án của đồng nghiệp. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần hợp tác sắp tới giữa Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Vương Bảo Cường. Trong thời gian tới, nữ diễn viên sẽ tái xuất với phim truyền hình Giữ Phượng Hành, tái hợp với Tình Tinh Đồn Lâm Canh Tân. Phim đã tung một số ấn phẩm tuyên truyền như trailer, poster nhân vật, chưa công bố thời gian lên sóng cụ thể. Dự án này thu về số lượt đặt xem trước khủng trên nền tảng chiếu. Dù kỹ xảo bị chê ba xu, không tương xứng với một bộ phim được đầu tư lớn như đã tiết lộ trước đó. Khi Lưu Lượng đối đầu, Thành Nghị lọt thỏm, Dương Tử So kè địch Lệ Nhiệt Ba. Đường đua màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ mùa hè đang ngày càng nóng, khi hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám dự định đổ bộ và lên sóng cùng một khoảng thời gian. Trong đó có thể kể đến như Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị và An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chủ diễn. Có thể dễ dàng nhận thấy, điểm chung của ba bộ phim này đều thuộc thể loại cổ trang. Tuy nhiên, mỗi tác phẩm lại có những ưu và nhược điểm riêng, được đánh giá là tác phẩm có khả năng bạo cao nhất. Trường Tương Tư thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ khi bắt đầu bấm máy, sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng và nguyên tác chất lượng cao. Không lạ khi Trường Tương Tư được mong đợi sẽ giúp Dương Tử lấy lại được danh tiếng sau cú hụt hơi với Trầm Vụn Hương Phai. Chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Đồng Hoa, Trường Tương Tư lấy bối cảnh thời thượng cổ, khi mà người, thần, yêu cùng chung sống với ba quốc gia Thần Nông, Hiên Viên và Cao Tân, tạo thành thế chân vạc. Vương cơ của Cao Tân là tiểu yêu từng lưu lạc nơi đại hoang, nếm trải đủ thứ khổ cực, không chỉ mất đi thân phận mà còn có cả dung mạo, để rồi trở thành một văn tiểu lục không nơi nào để đi, không có ai dựa dẫm và không có năng lực bảo vệ bản thân, sống một cách phóng túng chẳng biết đến ngày mai. Trong khi đó, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được mong đợi không kém. Mặc dù chưa lên sóng, bộ phim đã nhận về vô số lời khen ngợi của khán giả dành cho phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba. Bên cạnh đó, nội dung phim hấp dẫn và tạo hình được đầu tư cũng là điểm mạnh giúp An Lạc Truyện chiếm được thế thượng phong trong cuộc đối đầu với hai đối thủ còn lại.
cái tên bị đánh giá thấp nhất trong cả ba, chắc hẳn phải là Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính. Mặc dù không có lưu lượng trong dàn diễn viên, nhưng có thể thấy nỗ lực của Thành Nghị khi trực tiếp thực hiện những cảnh quay hành động đẹp mắt. Mặc dù đang phải điều trị chấn thương, tinh thần yêu nghề của Thành Nghị dường như đã chiếm trọn trái tim khán giả và cũng giúp Liên Hoa Lâu có được lợi thế trước các đối thủ còn lại. Hiện tại cả Trường Tương Tư, An Lạc Truyện và Liên Hoa Lâu đều chưa chính thức công bố lịch chiếu, song có nhiều nguồn tin tiết lộ cả ba tác phẩm kể trên sẽ sớm lên sóng trong tháng 7 này. Anh trai Đàm Tùng Vận gặp biến lớn, CNET lo cho số phận của La Vân Hy và Trần Phi Vũ. Thông tin bộ phim Quan Uyên do Trương Tân Thành và Phó Tân Bác đóng chính, được cải biên từ cuốn tiểu thuyết Đam Mỹ Độc Thầm, đã bị gỡ khỏi nền tảng Youku, gây hoang mang dư luận, kể từ lúc gỡ phim nhưng phía Youku vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào. Sau khi nhận thấy Quan Uyên bị gỡ, các fan phim Đam Mỹ đang vô cùng lo lắng cho số phận của Hạo Y Hành của La Vân Hy và Trần Phi Vũ, Sát Phá Lan của Đàn Kiện Thứ và Trần Triết Viễn, hay vai trái có bạn do Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ chủ diễn. Nhiều ý kiến cho rằng, Quan Uyên của Trương Tân Thành bị xóa, đồng nghĩa với việc các bộ đam cải khác cũng khó có cơ hội được lên sóng, nói thẳng ra chính là bị đắp chiếu vĩnh viễn. Trong vô số những bài thảo luận về vấn đề trên, không ít netizen đã bày tỏ sự buồn bã, tiếc nuối, bởi công sức và tâm huyết của cả đoàn làm phim đã đổ sông đổ biển. Đấy là còn chưa kể, có những bộ đam cải, các diễn viên tham gia đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào đó. Ngoài Quan Uyên, có blogger Trung còn tiết lộ, Trương Công Án của Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long, khả năng cao cũng phải chịu chung số phận. Tuy nhiên, tính đến lúc này, phía Ten Sen vẫn chưa có động thái gì. Mặt khác, một số khán giả cho biết, vốn dĩ nguyên tác của Trương Công Án không thuộc thể loại đam mỹ, mà chỉ là song nam chủ, phá án, nên việc phim bị gỡ khỏi kệ là không thể. Hiện tại, tương lai của các bộ phim đam cải Trung Quốc vẫn đang được thảo luận cực kỳ sôi nổi, thậm chí còn nằm trong top hot search Weibo nhiều giờ liền, và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ cướp trắng tình cũ của Đàm Tùng Vận, chuyện gì đây? Bộ phim cổ trang Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, còn đang trong thời gian chờ lên sóng, thì mới đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền tin đồn, nữ tiểu hoa 85 sắp tới sẽ tham gia ghi hình cho một dự án lấy đề tài huyền nghi, trinh thám. Cụ thể, tác phẩm này có tên Tôi và Mạng của Tôi, đang được bàn bạc để khởi quay, và nhắm vị trí diễn viên chính cho Triệu Lệ Dĩnh và tình cũ Đàm Tùng Vận là Vương Khải. Thông tin còn cho biết, dự án do biên kịch Lương Hiểu Thanh chấp bút, người từng viết nên bộ phim Nhân Thế Gian. Triệu Lệ Dĩnh vốn là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu làng giải trí hoa ngữ hiện nay. Cô được biết đến qua hàng loạt các tác phẩm vang danh Trung Quốc và châu Á như Hoa Thiên Cốt, Lục Trinh Truyền Kỳ, Minh Lan Truyện. Trong khi đó, Vương Khải từng gây chú ý sau màn hợp tác ăn ý với Đàm Tùng Vận trong bộ phim Hương Gió Mà Đi, gia nhập làng giải trí từ sớm, nhưng sự nghiệp của Vương Khải lại được đánh giá là khá bất ổn, khi mãi đến 10 năm sau, anh chàng mới thực sự vụt sáng với vai diễn phụ trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến. Ở mỗi một bộ phim mà Vương Khải tham gia, sao nam cho thấy sự hóa thân đa dạng vào các thể loại vai khác nhau, đem đến cho khán giả nhiều sự thích thú. Theo cư dân mạng, cả Triệu Lệ Dĩnh và Vương Khải đều được đánh giá cao về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất. Với tất cả những ưu điểm trên, khán giả rất mong đợi vào màn hợp tác của cả hai trong thời gian sắp tới và hứa hẹn sẽ có một dự án bùng nổ khi lên sóng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cả phía Triệu Lệ Dĩnh và Vương Khải đều chưa đưa ra phát ngôn chính thức về vấn đề này. Bạch Lộc và Tình Trẻ Kém 4 tuổi thông báo tin vui sau gần một năm yêu đương. Ngoài Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc còn một dự án phim được khán giả cực kỳ mong đợi, đó là Dĩ Ái Vi Doanh. Trong dự án ngôn tình chuyển thể này, nàng tiểu hoa 90 hợp tác cùng đàn em Vương Hạc Đệ, tuy nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song Dĩ Ái Vi Doanh vẫn được xếp vào top phim được mong đợi lên sóng nhất trong năm 2023 này. Theo thông tin được đưa ra mới đây, dự án phim Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính đã qua kiểm duyệt. Không những vậy, các blogger đều khẳng định, phía đơn vị phát sóng là Mango TV đã bắt đầu chiêu thương cho bộ phim này. Nếu đúng lịch, khán giả sẽ được xem màn hợp tác đầu tay của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vào quý 4 năm nay. Thông tin này khiến các fan phim và người hâm mộ nam nữ chính cực kỳ vui mừng. Ngay từ những hình ảnh hậu trường đầu tiên, dù gây tranh cãi, thế nhưng Dĩ Ái Vi Doanh vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn, đặc biệt những phân cảnh đối diễn của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khiến khán giả đứng ngồi không yên vì quá tình tứ. Tuy cách nhau 4 tuổi, nhưng với ưu thế chiều cao, nam chính Thương Lan Quyết vẫn có phần trưởng thành hơn đàn chị. Mong sớm được xem Dĩ Ái Vi Doanh, nguyên tác hay lắm, mà nam nữ chính phim cũng đẹp. Mới đầu sợ Bạch Lộc khó có phản ứng hóa học với Vương Hạc Đệ, nhưng sau thấy ảnh hậu trường lại thấy đẹp đôi quá. Quý 4 mới có phim xem, hy vọng Dĩ Ái Vi Doanh lên sóng thuận lợi.
Phim này có cơ hội hot rất lớn, nguyên tắc hay, lại thêm hai diễn viên lưu lượng đang được chú ý. Trong khi chờ Dĩ Ái Vi Doanh thì cho chiếu Ninh An Như Mộng đi được không, hóng quá. Hiện phía đơn vị phát sóng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về lịch chiếu của Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.